Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại một cơ sở thẩm mỹ thì phát hiện loạt lỗi vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở thẩm mỹ đã để lao công căng ra mặt cho khách và khi có giấy mời lên làm rõ các nội dung sai phạm tại cơ quan công an thì chỉ có một người là bảo vệ đến cơ quan công an làm việc và cho biết chủ cơ sở hiện đang không có mặt tại Đà Nẵng. Mới đây, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, đội cảnh sát kinh tế và môi trường đã có giấy mời đại diện cơ sở thẩm mỹ Khang Jin lên làm rõ các nội dung sai phạm liên quan. Tuy nhiên, chỉ có một người là bảo vệ đến cơ quan công an làm việc và cho biết chủ cơ sở hiện không có mặt tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cho biết, những sai phạm tại cơ sở thẩm mỹ Khang Jin đang được công an quận điều tra xử lý. Với những thông tin ban đầu từ cơ quan công an thì xác định cơ sở này có nhiều sai phạm và sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 8, đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận Thanh Khê Đà Nẵng kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại cơ sở thẩm mỹ Khang Jin, viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn, địa chỉ tại 368 Hồng Vương, quận Thanh Khê thì phát hiện loạt lỗi vi phạm. Cụ thể tại thời điểm kiểm tra, Chủ cơ sở thẩm mỹ Kangjin không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của cơ sở như giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ do Sở Y tế cấp, hợp đồng thu gom rác thải nguy hại và sổ giao nhận rác thải nguy hại với công ty thu gom, chứng chỉ hành nghề của nhân viên làm việc tại cơ sở. Cơ sở thẩm mỹ này cũng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 206 sản phẩm là vật tư y tế, dung dịch chất làm đầy, sụn mũi, dụng cụ cắt bao quy đầu. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện một nhân viên cơ sở này đang thực hiện cung cấp dịch vụ phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho khách hàng. Qua làm việc, nhân viên này không xuất trình được bất cứ chứng chỉ hành nghề và cho biết chỉ là nhân viên lao công dọn dẹp tại cơ sở.